Mến chào quý vị khán giả, rất vinh hạnh được đồng hành cùng quý vị khán giả trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin mang đến cho quý vị những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính mà chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ qua. Kính thưa quý vị và các bạn, Reuters dẫn thông cáo của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết hai đập thủy điện ở thành phố Hulunbuir bị vỡ. Đây là hai đập thủy điện có hồ chứa khoảng 46 triệu mét khối nước. Video đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một trong hai con đập bị nước cuốn phăng hoàn toàn, làm ngập các cánh đồng gần đó. Người dân ở hạ lưu đã được sơ tán và hiện tại không có thông tin về thương vong. Nguyên nhân khiến hai con đập bị vỡ là mưa lớn cuối tuần qua ở khu vực Hulunbuir. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, lượng mưa đo được ở trạm thủy văn Morinja A cho thấy lượng mưa lên đến 223 mm. Chính quyền thành phố Hulunbuir cho biết đợt mưa lũ đã ảnh hưởng đến gần 17.000 người và nhấn chìm khoảng 23.600 hecta hoa màu. Các cầu và cơ sở hạ tầng giao thông khác cũng bị hư hại. Trung Quốc có hơn 98.000 hồ chứa để điều tiết lũ, làm thủy điện và phục vụ giao thông đường thủy. Hơn 80% trong số đó đã có tuổi đời trên 40 năm, một số có nguy cơ mất an toàn. Hàng nghìn người ở Tây Nam Trung Quốc phải đi di tản khi lũ lụt nghiêm trọng ập tới cuốn phăng nhà cửa, cầu cống, gây thiệt hại hàng chục triệu USD. South China Morning Post đưa tin, lũ lụt ở phía Tây Nam Trung Quốc đã khiến hàng nghìn người phải đi sơ tán sau nhiều ngày mưa lớn diễn ra liên tục. Chính quyền nước này cảnh báo, lũ lụt có thể sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới. Tại tỉnh Tứ Xuyên, mưa đã làm dâng mực nước ở 14 sông, ảnh hưởng tới cuộc sống của 120.000 dân và gây ra thiệt hại ước tính là 27 triệu USD. Mưa lớn đã cuốn phăng hàng trăm ngôi nhà, cầu đường và gây ra sạt lở đất ở một số khu vực tại Trung Quốc. Tại Đạt Châu ở phía Bắc Tứ Xuyên, chính quyền đã di tản hơn 4.600 dân vì lũ lụt và lở đất, cũng như kích hoạt mức độ cảnh báo cao nhất về tình hình mưa lũ. Trung Quốc đã nâng cao cảnh giác kể từ khi lũ lụt nghiêm trọng diễn ra ở nước này vào đầu mùa lũ năm nay. Họ đã tổ chức các cuộc diễn tập ứng phó lũ lụt và cứu hộ trước khi mùa mưa diễn ra. Năm ngoái, quốc gia Đông Á chứng kiến trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hàng chục năm, ảnh hưởng tới hàng chục triệu người ở nhiều tỉnh thành, gây tổn thất kinh tế 13,27 tỷ USD. Chính quyền cảnh báo rằng lượng mưa năm nay có thể còn cao hơn năm ngoái. Từ tháng 6, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã kêu gọi tiến hành các nỗ lực ngăn lũ lụt và chuẩn bị cho mưa lớn có thể kéo dài trong những tháng tới. Theo cơ quan trên, sông Hoàng Hà hiện đang trong giai đoạn kiểm soát lũ quan trọng với các phần trên lưu vực sông này có thể nhận tổng lượng mưa cao hơn 20-50% mức trung bình. Hệ thống kiểm soát lũ lụt ở lưu vực sông Hoàng Hà vẫn chưa hoàn thiện và các con đập vẫn tồn tại những mạng lưới liên kết yếu ớt. Việc ngăn lũ trên các sông vừa và nhỏ gặp nhiều khó khăn, trong khi các quan chức và công chúng thiếu kinh nghiệm chống lũ thực tế. Thông báo của Bộ Tài nguyên nước cho hay, tại Hán Châu, Sơn Tây, truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải hình ảnh xe cộ trên phố ngập trong nước. Thành phố Tấn Thành, cũng ở tỉnh Sơn Tây, nâng cảnh báo mưa lên màu đỏ, mức cao nhất. Tại tỉnh Hà Bắc giáp với Bắc Kinh, mưa lớn và dông bão khiến các máy bay tạm thời không thể cất cánh và hạ cánh xuống sân bay ở Thạch Gia Trang, thủ phủ của tỉnh. Thượng nguồn sông Bắc Giang đã hứng chịu trận lũ lụt 30 năm mới có một lần vào ngày hôm qua, gây ra lũ bùn tràn vào làng Thượng Dương ở Thiều Quan, thưa quý vị. Theo số liệu thống kê mới nhất được công bố ngày hôm qua bởi văn phòng 3 phòng thủ thành phố Thiều Quan, có 7 quận, huyện ở Thiều Quan, 41 làng và thị trấn bị ảnh hưởng. Tuyến đường sắt Bắc Kinh - Quảng Châu từng bị gián đoạn, khoảng 23.000 hecta đất nông nghiệp bị ngập lụt, 2.419 ngôi nhà bị sập, khoảng 360.000 người bị ảnh hưởng. Một số người dân bị mắc kẹt, 30.710 người trong thành phố phải sơ tán khẩn cấp, 3 người mất tích và 4 người chết. Trận mưa xối xả đã gây ra thiệt hại thiên tai trực tiếp khoảng 510 triệu nhân dân tệ, trong đó thiệt hại kinh tế đối với các công trình thủy lợi là 30,55 triệu nhân dân tệ. Trong số đó, huyện E, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa, thiệt hại hơn 300 triệu nhân dân tệ. Trong số 30.710 người được chuyển đến từ thành phố, hơn 25.700 người được chuyển đến từ huyện E. Sau khi tìm kiếm toàn diện, thi thể của 3 người mất tích đã được tìm thấy ở huyện Hy Sinh. Hai trong số họ là công nhân nhập cư từ Trùng Khánh, bị lũ quét cuốn trôi trong lán của họ trên núi ở làng Gia Huy, thị trấn Luoba. Một công nhân nhập cư từ Hồ Nam, thị trấn Aiji, đã bị lũ quét bất ngờ cuốn trôi trong một nhà kho làm việc ở làng Hyokeng, Man Tang. Hai người mất tích còn lại là hai nữ sinh ở thị trấn Mahi, 19 tuổi và 16 tuổi, trên đường đi học không may rơi xuống nước và bị lũ cuốn trôi. Đến nay, trên địa bàn huyện vẫn còn hai người mất tích đang được tìm kiếm, bị ảnh hưởng bởi mưa lớn trong nhiều ngày. Vào lúc 7 giờ tối hôm qua, một trận lở đất nghiêm trọng do dòng chảy trên núi đã xảy ra ở thôn Ha, ủy ban thôn Nani, thị trấn Hang Hi, quận Khúc Giang, thành phố Thiều Quan. Trong đó có 13 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, 26 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, rất may không có thương vong. Sáng sớm hôm qua, khi các phóng viên chạy đến hiện trường, họ thấy ngôi làng nhỏ dưới chân núi này đã bị lũ cuốn trôi, đá tảng và bùn đất từ trên núi cuốn trôi xuống. Một đống đá to bằng chiếc bàn tròn nằm ể oải giữa làng,
như thể họ đang khoe chiến tích của mình với những mảng gạch ngói vỡ to tướng trước mặt. Người dân làng Giang Lian không khỏi tái mặt khi nhớ lại khoảnh khắc hoảng loạn đó. Lúc đó trời vẫn mưa không ngớt và hầu hết dân làng đang trốn ở nhà xem tivi không lâu sau khi ăn. Đột nhiên, một âm thanh ầm ầm lớn từ xa truyền đến, như thể một chiếc máy bay đang bay thấp đến làng. Lão Dương lập tức đứng dậy đi ra ngoài kiểm tra. Trong bóng đêm mờ mịt, hắn mơ hồ phát hiện trên ngọn núi xa xa có một dòng nước đục đang chảy rất nhanh về phía thôn trang. Anh ta lập tức chạy điên cuồng trong làng và hét lên, nước lũ đang đến, mọi người, chạy đi. May mắn thay, ngôi làng không lớn, chỉ có 15 hộ gia đình và tổng số nhân khẩu là 58 người. Tiếng kêu xé cổ họng của Lao Giang ngay lập tức khiến cả làng hoảng hốt. Tất cả dân làng vội vã chạy đến khu vực an toàn bên ngoài làng và toàn bộ ngôi làng đã được sơ tán chỉ trong hơn 10 phút. Những người dân làng vẫn còn kinh hoàng nhìn dòng nước lũ dữ dội xen lẫn với những ngọn núi lở đất và những tảng đá bên ngoài làng gầm thét và tiếp cận nhà của tổ tiên họ từ xa, ném những ngôi nhà xuống đất một cách hung ác. Gà, vịt, trâu bò do người dân nuôi cũng bị trà trộn vào bùn đất và bị đổ xô đi đâu hết. Chỉ trong vài phút, ngôi làng hỗn độn như thể bị phóng hỏa và cướp phá. Dân làng chỉ biết về sự tồn tại của lở đất qua tivi, nhưng họ không nhận ra rằng mối nguy hiểm đang ở rất gần họ. Mùi của những trận lở đất ẩm ướt và đáng sợ bao trùm lấy dân làng. Ngôi làng không còn an toàn và dân làng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm nơi ẩn náu với người thân của họ qua đêm. Đêm hôm trước, lính cứu hỏa Ruzuajuan đã chia thành nhiều đội và giải cứu thành công 17 người bị mắc kẹt qua đêm. Lúc 18 giờ 37 phút, đội cứu hỏa Ruzuajuan lần đầu tiên đến trang trại Pansi để giải cứu, nơi 7 người bị lũ bao vây. Con đường quê dài hơn 50 mét dẫn đến trang trại Pansi đã bị lũ lụt nhấn chìm hoàn toàn. Dòng nước chảy xiết và hiện chưa rõ tình trạng mặt đường. Phó huấn luyện viên Jae Yong quyết định đến nơi mọi người bị mắc kẹt trước cùng với Hong Hee-bin, đội trưởng hạng 3 với dây an toàn và áo phao. Họ lê bước khó khăn trước dòng nước xiết, càng đi nhanh nước càng chảy xiết, nước ngập dần đến ngang thắt lưng. Cả hai nắm tay nhau đi từng bước về phía trước, phải mất khoảng 15 phút sau quãng đường hơn 50 mét mới đến được nơi những người mắc kẹt. Họ cố định một đầu của dây an toàn vào cửa ra vào và cửa sổ của ngôi nhà, dùng xe cứu hộ khẩn cấp kéo chặt đầu còn lại và giải cứu bằng cách vắt chéo dây. Sau gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ cứu hộ, cuối cùng 7 người bị mắc kẹt đã được giải cứu thành công. Và lúc 17 giờ 58 phút, một trận lũ đã xảy ra gần trường tiểu học Gia Rong ở thị trấn Gongju. Một người đã rơi xuống sông, mực nước đang dâng lên nhanh chóng và tính mạng của anh ta đang gặp nguy hiểm. Phó đội trưởng Song Chao dẫn 5 chiến sĩ đến hiện trường vụ việc. Trên đường đi, các cán bộ, chiến sĩ tình cờ phát hiện một chiếc cầu bất ngờ bị hư hỏng, khiến một chiếc xe buýt nằm lửng lơ giữa sông và 7 người bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ đã nối dây an toàn, khó khăn đi bộ đến phía đầu xe để giải cứu 7 người bị mắc kẹt trên xe. Sau nhiều nỗ lực, cả 7 người bị mắc kẹt đã được giải cứu thành công. Song Chao cùng các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đến hiện trường vụ tai nạn lần 2, thì thấy toàn bộ nhà lầu 1 bên sông đã bị nước lũ nhấn chìm đến giữa sông. Cách bờ cả trăm mét có một ông lão ôm gốc cây kêu cứu với. Mực nước ngày càng dâng cao, tiếng kêu cứu của ông lão bị mắc kẹt ngày càng tuyệt vọng. Cái chết đang cận kề ông từng giây từng phút. Đội cứu hộ ngược dòng tiến ra giữa sông, vượt qua bao gian nan mới đến được với ông cụ. Do quá sợ hãi, ông lão rất yếu và đã rơi vào trạng thái bán hôn mê. Các cán bộ, chiến sĩ lập tức mặc áo phao cho ông cụ, treo dây thừng lên rồi tận dụng sức nước bơi từng chút một vào bờ, cứu thành công ông cụ vào bờ. Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 16, thị trấn Man Chao, thành phố Gaejiu, quận tự trị Hong Nghe Hani và Ji, tỉnh Vân Nam đã gây ra lũ quét do mưa liên tục. Tính đến thời điểm báo chí đưa tin, sạt lở đất do lũ quét đã khiến 2 người bị thương nặng, 25 người bị thương nhẹ, 6 người mất tích và hơn 40 căn nhà dân bị hư hại, thiệt hại kinh tế trực tiếp vượt quá 20 triệu nhân dân tệ. Theo Su Tao, trưởng phòng môi trường địa chất của Cục Tài nguyên và Đất đai tỉnh Hong Nghe, mưa bắt đầu xuất hiện ở thị trấn Ma Nhua, thành phố Gaejiu vào ngày 15. Mưa đột ngột mạnh dần từ 1 giờ ngày 16, lượng mưa lên tới 105mm trong 2 giờ từ 1 giờ đến 3 giờ. Lượng mưa lớn trực tiếp dẫn đến lũ quét và sạt lở đất. Hiện tại, người dân địa phương đã di rời dần đến khu vực an toàn. Một số người vô gia cư được ở tạm trong lớp học của các trường học gần đó. Đoạn cửa tỉnh lộ 212 bị sạt lở tạm thời ách tắc cũng đã thông xe trở lại. Chính quyền địa phương vẫn đang đẩy mạnh nỗ lực tổ chức cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai. Tình hình thiên tai cũng đang được tiếp. Thưa quý vị, Tân Hoa xã, Thành Đô, ngày 20 cho biết tin từ các phòng ban liên quan của huyện Mật Nghĩa, tỉnh Tứ Xuyên. Tính đến 10 giờ ngày 20, thảm họa lũ quét và sạt lở đất ở huyện đã khiến 24 người thiệt mạng, 4 người mất tích, khác hiện vẫn chưa rõ tung tích. Các phương tiện giao thông địa phương và phương tiện liên lạc bị hư hại trong thảm họa đã được khôi phục gần đây. Từ 21 giờ 50 ngày 16 đến 8 giờ ngày 17, huyện Mật Nghĩa có mưa lớn, lượng mưa 197mm, gây lũ quét. Tính đến 10 giờ ngày 20,
Thảm họa lũ quét và sạt lở đất ở huyện Mygi đã ảnh hưởng đến tổng cộng 104.018 người thuộc 26.174 hộ gia đình ở 82 ngôi làng thuộc 12 thị trấn trong huyện, khiến 4 người mất tích, 44 người bị thương. Đồng thời, thiên tai gây ra những mức độ thiệt hại khác nhau đối với mùa màng, cơ sở hạ tầng, nhà cửa và các xí nghiệp công nghiệp. Sau thiên tai, địa phương đã nỗ lực hết mình để tìm kiếm, cứu nạn những người gặp nạn mất tích. Đến nay đã tìm thấy tổng cộng 9 hài cốt của những người mất tích. Hiện còn 4 người mất tích chưa rõ tung tích. Người mất tích, hiện còn 4. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết chương trình ngày hôm nay. Nếu có đóng góp cho chương trình, quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới mỗi video để chúng tôi kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.